Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã theo dõi kênh video của em. Hôm nay nhà em lại về thêm một cái dòng xe sang nha các bác nhé. Một dòng xe thương hiệu đến từ BMW, xe sang của Đức. Đấy, một chiếc xe BMW 323i nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Đấy, giờ em mời các bác xem toàn bộ tổng thành xe. Xe vừa mới tuốt lại sơn xi rất là đẹp nhá. Sơn đen đen xì, bóng lừ. Đấy, các bác xem. Và đặc biệt xe này là còn 4 quả vành đúc các bác nhá. 4 vành đúc theo xe từ đầu rồi. Đấy các bác xem. Xe tuy sản xuất năm 1998, đời 98. Đấy, nhưng mà form này là form mới các bác nhá. Xe form mới. Đấy, các bác nhìn từ kể cả là đèn hậu, hai đèn hậu vẫn còn nguyên bản nhá. Hai đèn hậu vẫn còn nguyên bản. 4 răng đúc theo xe. Đấy, các bác xem nhé, kể cả hai cụm đèn pha phía trước cũng còn nguyên bản theo xe nhé. Chứng tỏ là chủ xe này đi là chưa bao giờ bị đâm đụng va chạm ở đâu nhé. Đấy. Chứ nếu mà dòng này mà đèn mà thay cái là nhìn nó sẽ khác ngay nhé. Nó sẽ bị ố chứ nó không được trong như dàn đèn nguyên bản của nó này các bác nhé. Bây giờ mời các bác xem nội thất bên trong này. Đấy. Đấy các bác này, con này nếu nói về nội thất là nó còn cực kỳ là đẹp nhé. Đẹp số 1 Việt Nam luôn. Đấy. Không bao giờ có cái dòng BMW nào cùng đời mà còn đẹp như này các bác nhé. Đấy, các nút chỉnh điện của ghế lái là vẫn còn từ cái nút nhựa vẫn còn nguyên này các bác này. Đấy, keo chỉ còn nguyên chắc chắn. Dòng này chắc chắn nha bác nhé. Dòng xe sang đi rất đầm và chắc nhé. Từ những cái vân gỗ này bác nhé. Vân gỗ, vân sơn gỗ vẫn còn nguyên này. Đấy. Các cây núm nút bằng nhựa này của nó này vẫn còn nguyên bản này. Đấy, các bác xem phần keo chỉ này, vẫn còn nguyên. Xe này đi rất là ít và đi nếu mà chủ xe đi rất giữ gìn, không va quẹt. Đấy, chưa đâm đụng vào đâu nhé. Đấy, các bác nhìn này, đặc biệt cái này là nó có cái chỉ lỉ của nó này. Đấy. Đặc biệt cái chỉ lỉ các bác này. Đấy, các bác nhìn cái chỉ lỉ nhé, vẫn còn chỉ lỉ, nó vẫn còn mới còn đẹp như này các bác biết này. Xe đi giữ gìn rất là đẹp. Đấy, các bác, nội thất vẫn còn nguyên. Xe số sàn. Đấy, xe này số sàn em đi cực chất. Đấy, bác nhìn những cái vân gỗ của nó vẫn còn nguyên xi nhá. Đấy, bác xem nội thất của nó rất là sạch sẽ này. Đấy. Mọi chức năng đều còn hoạt động rất tốt. Các bác nhìn nhé, xe này đặc biệt là có cái đường lỉ bên trong này. Đấy, đường lỉ nó vẫn còn đẹp thế này. Đấy. Đường lỉ này, vân gỗ vẫn còn đẹp nguyên bản nhé. Núm nút nhựa còn giữ gìn còn nguyên hết. Đấy, các bác xem. Đấy. Đúng là dòng xe chất có khác.
theo chỉ bốn cánh cửa vẫn còn nguyên, tôn thì dày dặn chắc chắn, đi đầm xe các bác nhá. Đấy, chỉ có với mức tiền có 129 triệu các bác đã có chiếc xe BMW hạng xe sang các bác đi nhá. Nếu so về tiền không còn bà rẻ, còn hơn là Kia Morning taxi nhá. Các bác có 129 triệu các bác sử dụng dòng xe sang form dáng đẹp, rẻ hơn cả Kia Morning rồi Vios đời sâu taxi nhá. Đấy, các bác nhìn xem nội thất rất là sang trọng rộng rãi, xe thì trường xe, đầm xe chắc máy. Đấy, giờ em mời các bác xem máy, nghe phần máy. Đấy. Máy rất là khô mà đầu máy rất tròn tiếng nha. Máy đang xem một chiếc xe trông rất là trường xe. Trường xe, xe của dòng xe sang. Đó, nghe tiếng máy giò giò rất là tròn, đúng dòng xe BMW. Giá cả thì rất là rẻ, rẻ giật mình. Xe này đẹp dòng số 1 Việt Nam luôn. Chắc ở Việt Nam mà không có con thứ hai như này đâu các bác nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích dòng BMW này, bác hãy gọi điện ngay cho em theo số 0787 585 336, và em sẽ đón các bác xem xe tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đấy, một chiếc xe rất là tuyệt vời. Lốp sơ cua vẫn còn theo xe bác nhá. Đấy. Sơ cua theo xe vẫn còn đầy đủ. Cốp rộng rãi thoải mái. Em cho các bác xem phần cốp của dòng xe này nhá. Bác xem này, cốp lỉ và đời sâu ấy mà nó vẫn còn sạch sẽ như này, này chứng tỏ là xe đi rất ít, và xe này là chỉ dành xe sang thôi, chỉ đi chơi thôi, đồ đặc là không mấy khi để cốp. Nhìn các bác nhìn đấy, những cái đường lỉ của theo đường lỉ này, đường lỉ theo đệm cao su vẫn còn nguyên này, đấy. Và lỉ bọc cốp này vẫn nguyên si này. Rất là còn sạch sẽ này. Nói chung đây là một chiếc BMW chắc là 323, chắc là đẹp nhất Việt Nam rồi các bác, không còn phải chần chừ gì nữa. Đấy, là dành cho các bác nào mà bỏ ra số tiền rất là thấp, chỉ có 129 triệu nhưng lại sở hữu một chiếc xe sang của hãng BMW. Xe thì còn rất là chắc chắn, đầm xe đẹp xe nhé. Sơn si rất là sạch đẹp rồi này. Sơn si đã được bắn tỉa lại đẹp. Đen cườm, bóng như trâu trọi. Đấy. Các bác hãy mau chóng alo cho em để sở hữu chiếc xe này các bác nhé. Alo cho em theo số 0787 585 336 để sở hữu em này nhé. Em này thì đúng là tuyệt vời rồi, đen cườm như trâu trọi. Vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip của em.
Nếu bác nào xem video clip của em lần đầu trên kênh Kiều Phương Ô Tô, hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh cho em. Và các bác sẽ theo dõi hàng ngày xe nhà em về thì em sẽ gửi tới các bác những cái video đẹp nhất. Đấy, các bác theo dõi và tham khảo giá cả cũng như là cách để mình nhận biết cái những cái mẫu xe cũ. Đấy, sau này có nhu cầu thì các bác hãy liên hệ và alo cho em. Em sẽ đón các bác xem xe tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại.